Theo số liệu từ Reuters, hãng thông tấn tin tức lớn toàn cầu cho thấy, số người chết vì COVID-19 trong ngày ở Mỹ tăng nhanh đáng sợ trở lại. Đặc biệt, biến thể Delta tiếp tục hoành hành ở những khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine thấp ở nước này. Thông tin chi tiết về sự việc trên sẽ được Khỏe Mạnh Đúng Cách cập nhật ngay sau đây. Cụ thể, trong ngày 17 tháng 8 theo giờ Mỹ, Hoa Kỳ ghi nhận thêm 1.017 người chết vì COVID-19, tương đương 42 người chết trên một giờ. Lần gần nhất Mỹ ghi nhận số người chết vì COVID-19 trong một ngày trên cột mốc 1.000 là vào tháng 3. Số ca tử vong liên quan COVID-19 đặc biệt tăng cao trong tháng qua, trung bình có 769 ca trên một ngày, mức cao nhất kể từ giữa tháng 4, nâng tổng số người chết vì bệnh này ở Mỹ lên hơn 623.000. Ngoài ra, xứ cờ hoa cũng ghi nhận trung bình hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19 mới trên một ngày trong 12 ngày qua, mức cao nhất mới trong 6 tháng. Nhiều bệnh viện tiếp tục tràn ngập bệnh nhân mới khi số ca nhập viện liên quan COVID-19 tăng khoảng 70% trong 2 tuần qua. Khu vực miền Nam nước Mỹ, nơi có nhiều bang có tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp, vẫn là tâm chấn của đợt bùng phát mới ở nước này, với bang Florida ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục gần 26.000 ca trong tuần rồi. Theo Reuters, dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, số trẻ em nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ cũng đang tăng với 1.834 trẻ tính đến sáng ngày 17 tháng 8. Theo Reuters, dẫn dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, giới chuyên gia cho rằng dữ liệu mới cho thấy biến thể Delta có thể ngày càng ảnh hưởng tới trẻ em nhiều hơn so với biến thể Alpha. Trước mối đe dọa như trên, giới chức Mỹ bắt đầu tăng tốc việc tiêm vaccine COVID-19 với số liệu được tiêm trung bình 7 ngày đã tăng 14% trong 2 tuần qua. Ngoài ra, số ca nhiễm mới tăng cũng đã buộc một số công ty và tiểu bang ở Mỹ yêu cầu bắt buộc tiêm vaccine nếu các lao động muốn giữ được việc làm và không phải đối mặt với việc xét nghiệm thường xuyên. Các bạn nghĩ gì về tốc độ lây lan của dịch bệnh ở Mỹ? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!